Chu An Gia Tan, 56 tuổi, sống tại Singapore, bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội khi sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, một cách khó tin cùng vóc dáng săn chắc như mới 20 tuổi. Tan cho biết đã có vô số tin nhắn từ người lạ, các đài truyền hình và trang tin tức nổi tiếng cũng liên hệ để tìm hiểu bí quyết trẻ mãi không già của anh. Vì nổi tiếng đột ngột nên anh Tường phải trốn trong nhà suốt 2 tuần. Sau đó, Tan đã quen được chú ý và nhanh chóng trở thành người mẫu được các nhãn hàng săn đón. Tài khoản mạng xã hội của anh có hơn 1 triệu người theo dõi. Để có được gương mặt trẻ trung và thân hình săn chắc, Tan chia sẻ ngoài 20 tuổi anh đã bắt đầu tập thể dục, nâng tạ, tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh và duy trì cho đến nay. Vào bữa sáng, nam người mẫu thường chọn bột yến mạch với trứng, mật ong và bơ. Bữa trưa và tối sẽ ăn gà, cá hấp. Ngoài ra, anh không ăn nội tạng động vật và thực phẩm chế biến sẵn. Mẫu nam 56 tuổi chia sẻ về tương lai sẽ tiếp tục những gì đang làm như kinh doanh riêng, tham gia hoạt động nghệ thuật, chuẩn bị ra mắt sách và truyền cảm hứng cho mọi người bằng những bài tập, thói quen sống lành mạnh.